xin chào những người bạn nhỏ. Tôi là cọp. Và cọp là loài vật to nhất thuộc họ mèo. Tôi sống trong rừng. Bạn sẽ tìm thấy tất cả những loài cọp sống trong những khu rừng châu Á. Tôi được sinh ra ở đó cách đây 7 năm. Khi sinh ra, tôi chưa mở mắt giống như những đứa trẻ khác. Một tuần sau thì mắt tôi bắt đầu mở ra. Và sau 2 năm, tôi trở thành cọp lớn. Mẹ tôi dạy tôi cách săn bắt thức ăn đó. Cọp là loài ăn thịt nên chúng tôi trụi bắt các con thú khác, chẳng hạn như là heo rừng, trâu, hươu, nai hoặc thậm chí những con gấu nhỏ. Chúng tôi đi săn vào lúc chiều tối. Những đốm vàng trên người giúp tôi ẩn mình vào các bụi cây cỏ mà không bị phát hiện. Điều đó giúp tôi có thể rình và tiếp cận các con mồi và tấn công nó từ phía sau. À, không phải lúc nào cũng chụp hụt vậy đâu. À, sự kiên nhẫn chính là chìa khóa thành công để các bạn nhỏ ạ. Và nếu thực sự muốn bắt cá, bạn sẽ có cá. Bởi vì bạn biết đó, chúng tôi thực sự là những tay bơi cự phách. Không, cá không phải là món tối nay. Tôi thích một bữa ăn đích thực hơn cơ. Tốt hơn là các ngươi nên bơi ra xa chỗ này ngay đi, trước khi ta đổi ý ăn thịt các ngươi đó. Được rồi, đi thôi. Bây giờ, cọp tôi xin được đố các bạn nhỏ những kiến thức về loài cọp nha. Câu 1. Cọp là loài vật thuộc họ mèo, đúng hay sai nè? A. Đúng. B. Sai. Đúng đấy bạn, tuy gọi là cọp nhưng thực chất chúng tôi có họ hàng với loài mèo đó. Bạn nhìn kỹ mà xem, mặt mũi bọn tôi cũng giống nhau lắm đấy chứ nhỉ. Câu 2. Cọp thường sinh sống nhiều nhất ở đâu vậy ta? A. Trong các khu rừng rậm châu Á. B. Trong các vùng đầm lầy châu Phi. Chà, bạn chọn câu A đúng không nào? Vậy là các bạn nhỏ của tôi giỏi quá, đã nhớ những gì cọp tôi giới thiệu nãy giờ rồi đấy. Câu 3. Thức ăn ưa thích của cọp chính là A. Cây cỏ, các loài sao bọ. B. Các con vật như heo rừng, trâu, hươu và nai. C. Cá. Thú rừng là món ăn khoái khẩu của cọp đó. Do đó, các con thú rất sợ chúng tôi. Bạn có chọn câu B không nào? Câu 4. Loài cọp thường đi săn vào buổi nào nhỉ? A. Buổi chiều, tối. B. Buổi sáng. Chiều tối chính là thời điểm để cọp tôi ra tay săn bắt đấy. Bạn chọn câu A nha. Câu 5. Cọp ẩn mình nhờ lợi thế gì trên cơ thể vậy bạn? A. A. Đó chính là các đốm vàng trên lưng, giúp cọp lẩn trốn trong các bụi rậm mà không bị phát hiện. B. Cơ thể to khỏe. Cũng
cũng giống như báo Gepa. Cọp tôi ẩn mình nhờ có các đốm vằn trên lưng. Rồi thừa lúc con mồi sơ hở, chúng tôi sẽ tấn công từ phía sau và vô lấy. Kể ra thì cọp là loài nguy hiểm đấy bạn ạ. Cẩn thận đấy. Ọp, ọp, ọp. Tôi là Edna. Ọp, ọp. Chúng tôi sống ở đầm lầy, nơi ẩm ướt. Sở dĩ mà chúng tôi thích ở nơi ẩm ướt là vì tụi tôi cần giữ cho làn da luôn được ẩm ướt. Đây là lý do vì sao tụi tôi lấy không khí từ nước